Số liệu về tâm lý người tiêu dùng Nhật Bản trước khi luật tăng thuế được thi hành sẽ cho thấy mức độ người Nhật chấp nhận mức thuế này. Tôi thực sự cảm thấy lạc quan lúc này, nhưng liệu người dân Nhật Bản có thế không? Người dân Nhật Bản sẽ lạc quan ở mức độ nào khi mà các món hàng họ sắp mua, sắp sửa tăng giá trong thời gian tới, khi chính phủ tăng thuế? Câu trả lời sẽ có vào thứ năm này, với số liệu niềm tin người tiêu dùng. Số liệu này rất quan trọng và sẽ giúp cho thị trường ước tính được mức độ suy giảm nhu cầu nội địa khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tăng thuế bán hàng. Trong khi đó, ngành kinh doanh điện tử toàn cầu đang được thử nhiệt với kết quả kinh doanh của TSMC Đài Loan. Nhà sản xuất chất bán dẫn này được kỳ vọng sẽ có doanh thu tăng khi nhu cầu đối với điện thoại 4G tăng cao và iPhone 6 sắp sửa ra mắt. Cổ phiếu của công ty Đài Loan này đã tăng hơn 15% trong năm nay. Lợi nhuận của GTE cũng sẽ được công bố trong tuần này. Lợi nhuận của công ty này trong quý 1 được kỳ vọng tăng lên gấp đôi nhờ vào chiến lược tập trung vào các hợp đồng có lợi nhuận cao. Hơn 2/3 nhà đầu tư mà Reuters phỏng vấn khuyến khích nên mua cổ phiếu này, dù một số người tỏ ra không chắc chắn.